Định nghĩa về một chiếc Mazda CX-5 phiên bản Platinum Full Kick Option là như thế nào? Đầu tiên là phải có cốp điện và phải có cả đá cốp đa điểm. Cửa đóng thế này làm sao mà sang được? Tiếp theo sẽ là camera 360 mà phải là 3D nha. Đây không phải option nguyên bản, chỉ là camera 360 set view cắm jack 100% vào màn hình. Và tiếp theo là cảnh báo điểm mù. Và không thể không kể đến hệ thống hỗ trợ lái xe an toàn U-Tour C2 Max. Và theo thông tin từ bà bán hàng nước ấy, thì tới đây tất cả những xe bốn bánh trên đường đều phải gắn camera hành trình các bác nhá. Ok. Thế có cái gì gì không anh ơi? À, có bốn mắt cảm biến trước và sau xe. Các bác còn thấy thiếu option nào thì comment ở phía dưới giúp em nhá. Ấn follow kênh để biết thêm thông tin về xe và các công nghệ mới nhất dành cho xe hơi nhá.